Thủ tướng Việt Nam có lẽ đang hào hứng lắm với những công việc của chính phủ, nên ông đã liên tiếp phát ngôn những mỹ từ khoa trương, tối nghĩa và bay bổng hoàn toàn không đúng lúc. Xế chiều tôi mới để ý tới ca dao, buồn vì một nỗi tháng giêng, con chim cái cú nằm nghiêng thở dài, buồn vì một nỗi tháng hai, đêm ngắn ngày dài thua thiệt người ta, buồn vì một nỗi tháng ba, mưa dầu nắng lửa người ta lừ đừ, buồn vì một nỗi tháng tư, con mắt lừ đừ cơm chẳng buồn ăn, buồn vì một nỗi tháng năm, chưa đặt mình nằm gà đã gáy kêu, bước sang tháng sáu lại đều. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức 108 TV. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề "Nhưỡng lại nổ văng miệng tại Bắc Ninh". Bài viết của tác giả Sơn Đen được đăng trên trang Sơn Làm Báo. Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam vừa có buổi thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh nhân dịp kỷ niệm 185 năm ngày thành lập vừa diễn ra vào tối ngày 12 tháng 2 năm 2017. Kể từ ngày nhậm chức Thủ tướng Thiên đường Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đúng quy trình đảng cử dân bầu sau Đại hội Đảng 12 của Cộng sản Đảng, Nguyễn Xuân Phúc đã trở nên nổi tiếng với hình ảnh thủ tướng có chiếc đầu niểng. Sự nổi tiếng của Phúc niểng đã lan xa, bay xa trong các diễn đàn quốc tế với phong cách trợ trời cũng như các phát biểu hết sức ấn tượng theo kiểu CLMV. Mang động phong cách rất riêng với cái đầu niểng, Nguyễn Xuân Phúc luôn mong muốn đầu phải là một bộ phận cần nhắc tới nhiều trong các buổi thăm, làm việc, vi hành. Vì thế, trong nhiều diễn văn được Phúc đọc mỗi khi làm việc ở các địa phương, ông Thủ tướng Niệm này luôn mong muốn, yêu cầu, chỉ thị các tỉnh, thành phải là đầu tàu, nào là Bình Dương phải là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, rồi thì Thủ tướng kỳ vọng Quảng Ninh sẽ là đầu tàu kinh tế của cả nước. Hầu như tại các buổi làm việc về vấn đề kinh tế tại các tỉnh thành, Nguyễn Xuân Phúc luôn nhắc đến cụm từ đầu tàu kinh tế. Tiếc rằng, cái đầu tàu nào cũng niểng như cái đầu của ông Thủ tướng Cộng sản. Cho nên bề trên của Phúc niểng là Trọng Lú vẫn phải hỏi, những thua lỗ của doanh nghiệp nhà nước do đâu và vì sao? Tỏ ra là một cái đầu niểng có tầm nhìn kinh tế. Đồng chí niểng Xuân Phúc đã chia sẻ với cử tri Bắc Ninh, bước sang giai đoạn mới, có nhiều cơ hội thuận lợi và thách thức đan xen. Bắc Ninh phải là tỉnh gương mẫu thực hiện tinh thần chỉ đạo của chính phủ để sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thủ tướng Niệm còn nhấn mạnh, tầm nhìn đó phải được kết tinh từ cội nguồn văn hóa, lịch sử, từ tâm hồn, cốt cách và khát vọng vươn lên của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh. Có lẽ quá cao hứng trong bài diễn văn của mình, Thủ tướng Phúc Niệm đã cho rằng Bắc Ninh sẽ trở thành biểu tượng sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao nói riêng và nền kinh tế sáng tạo nói chung ở ASEAN và châu Á. Vì thế, niềm Thủ tướng đã đề nghị Bắc Ninh chú trọng áp dụng các công nghệ tiên tiến như các ứng dụng đám mây điện toán, chính quyền số trong quản trị nhà nước, quản lý xã hội để Bắc Ninh trở thành một đô thị hiện đại, thông minh, đẳng cấp khu vực và thế giới. Được biết trình độ giáo dục phổ thông của niệm Thủ tướng là 10 trên 10, sau đó tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc doanh Hà Nội. Vì thế, trong phần phát biểu có đoạn nói về công nghệ, ứng dụng, thì niệm Thủ tướng tỏ ra quá lạc hậu. Vì các ứng dụng đám mây hay những đô thị thông minh đã được các nước tư bản giấy chết phát triển đến mặt trăng, đến sao hỏa rồi. Bây giờ đồng chí niệm Thủ tướng mới yêu cầu áp dụng, lại còn ảo tưởng trở thành đẳng cấp khu vực và thế giới thì đúng là đã niệm lại còn nổ. Trước đây trong nhóm CLMV thì V là một quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Nhà nước Cộng sản thì quốc gia có chữ đầu tiên là V, nghĩa là Việt Nam, đã bắt đầu nhường vị trí dẫn đầu cho ba nước C là Campuchia, L là Lào và M là Myanmar. Vì thế, những ngày đầu năm Đinh Dậu vừa qua, hàng trăm người tại Nghệ An đã vất vả chờ trực để làm thủ tục xuất khẩu lao động. Trong số đó, có rất nhiều hồ sơ đăng ký xin xuất khẩu lao động tại Lào và Campuchia. Đây được xem là một nỗi nhục quốc thể vì những nước này trước đó thường xuyên nhận viện trợ từ Việt Nam.
Nay chính người dân Việt Nam phải xin được làm việc cho đất nước của họ. Đầu năm Đinh Dậu, xin nhắn gửi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đôi lời rằng Thủ tướng Phúc Niệm hãy bớt nổ, bớt ảo tưởng và đừng có đi đến đâu cũng gào thét phải là đầu tàu. Ở xứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ có một cái đầu tàu. Đó là tàu cộng đi đầu trong tất cả mọi thứ. Nếu Thủ tướng có thể làm thẳng lại cái đầu vốn đã niểng của Thủ tướng, thì khi đó người dân sẽ tin ông không phải là thú. Và khi ấy, tỉnh Bắc Ninh biết đâu sẽ trở thành biểu tượng trong kỳ vọng của ông và của Đảng Cộng sản. Một đảng cầm quyền toàn thú, bởi ở đó lúc nhúc hơn 4 triệu con chuột trong một chiếc bình. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài viết có tựa đề Niềng lại nổ vang miệng tại Bắc Ninh. Bài viết của tác giả Dân Đen được đăng trên trang Dân Làm Báo. Và tiếp sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Húc nổ, bài viết của tác giả Tưởng Năng Tiến. Thủ tướng Việt Nam có lẽ đang hào hứng lắm với những công việc của chính phủ, nên ông đã liên tiếp phát ngôn những mỹ từ khoa trương, tối nghĩa và bay bổng hoàn toàn không đúng lúc. Xế chiều tôi mới để ý tới ca dao, buồn vì một nỗi tháng riêng, con chim cái cú nằm nghiêng thở dài. Buồn vì một nỗi tháng hai, đêm ngắn ngày dài thua thiệt người ta. Buồn vì một nỗi tháng ba, mưa sầu nắng lửa người ta lừ đừ. Buồn vì một nỗi tháng tư, con mắt lừ đừ cơm chẳng buồn ăn. Buồn vì một nỗi tháng năm, chưa đặt mình nằm gà đã gáy kêu. Bước sang tháng sáu lại đều. Vậy mà qua tới tháng chín rồi, nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy lại đều gì ráo. Vẫn cảm thấy nặng lòng vì những nỗi buồn ngun ngút từ vài tháng trước, hồi tháng tư, cái tháng lừ đừ cơm chả buồn ăn, nghe ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam, khiến tôi thiếu điều còn muốn bỏ uống nữa kìa. Đặc biệt tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập để không những phát triển kinh tế trong nước, mà còn có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở nước ngoài, mang thương hiệu mà ta hay gọi là Made in Việt Nam. Đất nước mình anh hùng như vậy, giải phóng dân tộc như vậy, tại sao không thể xuất khẩu lớn được? Tôi hoàn toàn không phiền hà gì cái thứ tiếng Anh ba rọi và ba trợn của ông Phúc. Vì đó chỉ là tiểu tiết, một vị thủ tướng không nhất thiết phải thông thạo ngoại ngữ, bất kể là thứ tiếng nào. Nhưng ít nhất thì cũng phải biết về tình trạng kinh tế của nước mình. Ông cho biết, dù bận rộn cỡ nào, hàng ngày tôi cũng đọc tin tức trên các báo để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp. Mà chả lẽ không rõ những mẩu tin sau. 58,2% doanh nghiệp FDI phải chi phí bôi trơn để được việc làm được 10 đồng, thuế ăn 4 đồng. Gần 29.000 doanh nghiệp chết lâm sàng trong 5 tháng. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 tháng đầu năm nay là 4.643 doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Là người đứng đầu chính phủ hiện hành mà ông Phúc không thấy rằng ngành doanh nghiệp Việt Nam đang sống dở và chết dở sao? Chúng ta chưa tự làm được cái đinh vít đã đành, tăm tre, đũa tre cũng phải nhập khẩu cả chục ngàn tấn mỗi năm. Vậy lấy cái gì ra để xuất khẩu lớn, ngoài thân xác của người dân Việt? Đến tháng 7 vào ngày 18, báo Dân Trí đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cơ quan chức năng có giải pháp cụ thể chăm lo cho những Việt kiều nghèo từ Campuchia về nước, sống ở đầu sông Sài Gòn, đoạn nằm giữa hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh. Mẹ ơi, Việt kiều về từ Campuchia đâu phải chỉ có một nhóm nhỏ ở đầu sông Sài Gòn chăn lội. Họ đang sống vất vưởng tại rất nhiều nơi khác nữa, từ Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Đồng Nai, An Giang đến Kiên Giang. Tình trạng biển hồ cạn nước và tình hữu nghị Việt Miên cũng đang từng bước cạn theo, thì số lượng người Việt buộc phải hồi hương sẽ mỗi lúc một tăng. Theo luật lệ hiện hành của Việt Nam, thì những người Việt không có một manh giấy lận lưng này sẽ phải chờ 20 năm sau mới được nhập tịch nếu họ được cấp giấy chứng minh thư và hộ khẩu. Và không có quốc tịch thì họ sẽ không có việc làm, không được hưởng bất cứ phúc lợi xã hội nào. Con cái cũng không được đến trường. Nếp sống khốn cùng và bấp bênh này sẽ kéo dài qua đến hết thế hệ sau, nếu không có sự tu chính về luật lệ di trú đối với những người dân bất hạnh này. Đây là một vấn đề lớn ở tầm mức quốc gia trong cương vị thủ tướng,
ông Phúc cần phải có cái nhìn toàn diện và cách giải quyết rốt ráo, chứ đâu phải bạn đâu nói đó. Giống như kiểu chỉ đạo cơ quan chức năng phải có giải pháp cụ thể chăm lo cho những Việt kiều nghèo từ Campuchia về nước, đoạn nằm giữa hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh là xong. Còn những Việt kiều nghèo từ Campuchia về nước ở những nơi khác thì sao? Không lẽ thay kệ họ, đó là chưa kể đến những công dân cũng chả có giấy khai sinh hay căn cước gì, đang sống trong những xóm liều giữa lòng Hà Nội mà có lẽ ông Phúc chưa nghe ai nói đến bao giờ. Qua tháng 8, tại hội nghị ngoại giao lần thứ 29, ông Thủ tướng lại nổ một phát nghe cũng ù tai. Đó là khắc phục tình trạng nói không ai nghe. Ông Phúc à, ông ráng khắc phục chuyện gì dễ hơn chút xíu đi. Khắc phục tình trạng lạm thu phí visa của Bộ Ngoại giao thử coi có được không? Được chết liền. Nếu không lạm thu và không buôn lậu, thì các sứ quán Việt Nam sẽ phải đóng cửa ráo trọi vì tất cả các nhân viên ngoại giao sẽ chết đói hết trơn. Họ sống sao nổi ở nước ngoài với cái đồng lương đốn mạt của nhà nước Việt Nam. Ông nói chi đến chuyện phiền phong, đó là khắc phục tình trạng nói không ai nghe. Nghe sao mà mệt quá, dối trá, nói lấy được, nói cho qua chuyện, nói một bằng là một nẻo, đều là những nét văn hóa đặc trưng đậm đà bản sắc dân tộc của những quốc gia theo chủ nghĩa xã hội mà. Công dân của các nước ấy dùng ngôn từ để che đậy chứ không nhằm giao tiếp, hoặc giao tiếp bằng cách che đậy, nói vậy mà không phải vậy. Nó là cái vỏ cứng để bảo vệ mọi sự bất chắc, chống lại thói quen hay xét nét lời ăn tiếng nói của công dân, của mọi chính quyền chuyên chế. Trích Nguyễn Khải, đi tìm cái tôi đã mất. Nói dối mãi thành quen, thành tự nhiên, thành mày phải nói dối. Không nói dối không thành gì cả, không được gì cả. Một xã hội ứng xử bằng lời nói dối là một xã hội đang đứng bên bờ vực thẳm, đang rơi tự do xuống dốc, hay đang rơi tự do xuống vực thẳm. Trích Nguyễn Trọng Tạo, Ngày nói thật cho Việt Nam. Người nói cứ nói, thừa hiểu mình nói dối chẳng ai tin, nhưng cứ nói, rất thành thật và thiết tha. Thuyết giảng chân lý, thuyết giảng con đường, người nghe làm ra vẻ chăm chú, rất chăm chú và mê say. Nhận thức đường đi sáng lòng sáng mắt, tuy biết tọc là người nói cũng chẳng mảy may tin những điều họ nói, thì mình tin làm sao được, nhưng vẫn làm ra vẻ tin, tin thật, tin lắm. Suýt xoa tấm tắc dù biết người nói nhìn thấu ruột gan của mình. Vở diễn vẫn cứ kéo dài năm này sang năm khác, vì không ai dám nói ra sự thật, nên vở vẫn cứ diễn, cứ giả cách nói, giả cách nghe, giả cách tin tưởng. Trích Bùi Ngọc Tấn, Chuyện kể năm 2000, tập 2. Nhà nước hiện hành được thiết lập, xây dựng trên một thứ nền móng xảo trá và tồn tại được là nhờ vào dối gạt triền miên, cứ giả cách nói, giả cách nghe, giả cách tin tưởng. Đòi khắc phục tình trạng này là đi ngược lại với chính sách cùng chủ trương của Đảng và Nhà nước, chứ đâu phải là chuyện giỡn chơi cho nổi. Nổi nhỏ và bớt bớt chút xíu đi ông Phúc, mong mỏng thôi. Nổ hoài và nổ quá trời dễ bị ù tai lắm. Đã vậy, có bữa còn bị trúng miệng uổng mạng như không. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài viết có tựa đề Phúc nổ, bài viết của tác giả Tưởng Năng Tiến. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ ấn subscribe kênh tin tức 108TV để được nhận thêm nhiều hơn nữa những thông tin mới nhất về hiện tình Việt Nam.